Mến chào tất cả cô chú anh chị trên cả nước nha. Video này sẽ làm theo yêu cầu của một số cô chú anh chị trên cả nước. Mình muốn thấy cái trái cam cara thực tế cũng như là cây giống thực tế tại vườn luôn. Thì hôm nay em sẽ làm video này để cho cô chú anh chị mình có cái nhìn khách quan hơn về cây giống cũng như là về cái chất lượng trái của dòng cam cara ruột đỏ như thế nào ha. Ok, thì đối với cái cây giống cam cara ruột đỏ này thì cô chú anh chị mình trồng là tầm khoảng 1 năm rưỡi trở lên thì cây sẽ cho trái bối đầu tiên ha. Đối với hình thức là trồng chậu hay là trồng ngoài đất đều được ha anh chị. Hàng này thì cô chú anh chị mình có thể tham khảo là mình trồng ở trong chậu, ở sân thượng vẫn được nha. Còn trồng trong vườn thì rất là tốt, ok luôn ha. Cây thì phù hợp với đa số điều kiện khí hậu ở Việt Nam mình, đã thuần Việt Nam mình rồi. Thì trồng ở miền Tây nè, miền Đông nè, miền Bắc nè, đều có trái hết anh chị. Đặc biệt là chỉ sợ là những cái khu vực nào mà đất quá là phèn hoặc là quá là mặn, thì trường hợp đó cô chú anh chị mình có thể lựa chọn là trồng ở trong chậu để đảm bảo cho cây nó không bị nhiễm mặn cũng như là nhiễm phèn ha. Ok, thì nếu mà cô chú anh chị mình ở những cái điều kiện phức tạp đó thì cô chú anh chị mình có thể lựa chọn là mình trồng chậu nha. Ok, thì bây giờ em sẽ quay chia sẻ của chú anh chị về cái cây thực tế nè. Cô chú anh chị mình thấy cái cây cam cara ruột đỏ ha, thực tế bên trại giống bên em đang tiến hành cung cấp cho cô chú anh chị mình ha. Cây này thì bên em 5 cây là em hỗ trợ bao ship tận nhà cho tất cả cô chú anh chị mình và hỗ trợ là bao sống cho tất cả cô chú anh chị mình trong vòng 1 tháng đầu để cô chú anh chị mình yên tâm mua về trồng ha. Trường hợp mà trong vòng 1 tháng đầu cây bị chết thì bên em sẽ hỗ trợ cây mới cho cô chú anh chị mình trồng ha. Ok, thì đó là bên em đảm bảo cho khách để cô chú anh chị mình yên tâm khi mà mua giống bên trại giống bên em. Rồi, bây giờ thì cái dòng cam cara ruột đỏ này cô chú anh chị mình đã thấy cái clip mà em cắt ra ăn thử, ăn trực tiếp, và bây giờ sẽ làm thêm một cái món nữa để chia sẻ đến tất cả cô chú anh chị mình ha. Đó là mình sẽ làm nước ép cam mà mình sẽ giữ nguyên tép luôn. Tại do dòng cam cara ruột đỏ này có đặc điểm là không hề có hạt nên cô chú anh chị mình có thể là cắt ra, sau đó mình bỏ vô máy xay, mình xay. Nếu không có máy ép cũng được, không cần dắt đâu. Mình ăn luôn cái phần tép cam thì nó ngon hơn rất là nhiều anh chị. Ok, bây giờ em sẽ tiến hành cắt thử cũng như là làm cái món đó cho tất cả cô chú anh chị mình cùng xem nha. Và uống cảm nhận luôn, không có hạt nên khi mình xay nó sẽ không có bị đắng nha anh chị. Ha, dòng này thì nó rất là ưu điểm ở chỗ đó và màu sắc là khi mình xay nó lên màu đỏ cực kỳ là đẹp luôn. Bây giờ em sẽ làm thử để cho cô chú anh chị mình xem luôn ha. Bây giờ em sẽ tiến hành cắt cái trái cam này để quay chia sẻ của chú anh chị mình ha.